Đài Nguyễn xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn bài hát mang tên Đừng xa em đêm nay của nhạc sĩ Đức Huy do Úc Tí Hon trình bày. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn tên. Con tim em khát khao yêu thương. Xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Phải nói anh vẫn giọt nước mắt nào đổ trong bóng tôi khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Dù em rất ngồi yên, đời em vắng lặng và anh đã đến khi còn nén trong bóng đêm, nén trong bóng tim em. Nghe sao xuyến đang ngủ yên. Đừng xa em đêm nay khu phố khuya đang ngủ say. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hay quên Úc ơi, hát lên đây. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn ớn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Không ai để ở một mình đâu ông ơi. Hãy ở bên trong tay cho em biết anh cần em. Vậy đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm rồi vào tim em. Nghe sao tuyến đang quên. Chương trình đến đây là chấm dứt, xin chào tạm biệt các bạn.